Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông 2019 với chủ đề Đã uống rượu bia không lái xe. Một chương trình được thực hiện bởi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và đồng hành bởi công ty ô tô Toyota Việt Nam. Hơn 200 tác phẩm tranh tài. Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông 2019 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2020 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và phát sóng trực tiếp trên VTV6.